Bình hóc, giờ học đặc biệt này Bình hồi hộp quá à. Các bạn làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Một chút giáo viên vào lớp rồi sẽ biết. Xin chào các bạn nhỏ. Là ba của Đơm hả? Ba mình. Chào tất cả các thành viên của lớp học đặc biệt hôm nay. Bác Đơm ơi, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ học về vũ trụ. Vũ trụ? Đúng vậy, hôm nay trong tiết học đặc biệt này, nhà trường đã mời ta đến để đưa các con đi tìm hiểu về vũ trụ. Hay quá! Chúng ta sẽ đi tham quan các hành tinh nha. Đây là hành tinh xanh đó các con. Hành tinh xanh? Gì mà con thấy toàn là xám xịt, có gì đâu mà xanh đó bà. Chỗ này trước đây cây cối mọc xanh cả hành tinh luôn. Nhưng sao bây giờ cây cối như thế này hả bác? Vì con người ở đây đã xả khí thải trên hành tinh này quá nhiều, làm cho cây cối ngộ độc mà chết hết. Rác thải hả, tràn ngập luôn. Khí thải quả là nguy hiểm quá à. Bảo tới rồi, chúng ta đi thôi. Đây chính là hành tinh Hòa Bình đó các con. Trời ơi, hành tinh Hòa Bình gì mà bọn robot đánh nhau ngậm cù đeo tùm lum à. Mà toàn là sắt thép không à. Sao kỳ vậy bác, bác có nhầm không? Không nhầm đâu các con, chỗ này trước đây rất là hòa bình. Hành tinh rất là đẹp, nhưng mà người hành tinh này tham lam, khai thác khoáng sản quá mức, dễ tạo robot đánh nhau tùm lum luôn. Kết cục là hành tinh này thành chiến trường như vậy nè đúng không ba? Đúng vậy đó con trai. Bác Đơm, hình như chúng phát hiện ra ta rồi kìa. Bác nhanh lên đi bác. Xem rớt tiền luôn ngoài luôn rồi. Bây giờ chúng ta đến hành tinh khác thôi. Sao giống trái đất quá vậy bác? Chính xác đó con, đây chính là trái đất. Nhưng nếu các con biết cách bảo vệ, không xả rác, không làm ô nhiễm môi trường hay là tham lam, thì nó sẽ trở thành một hành tinh xanh, hành tinh hòa bình mà thôi. Vậy từ nay con sẽ không bao giờ xả rác hay làm bẩn nước nữa. Vậy tốt nhất bạn nên giữ cẩn thận chiếc túi ni lông để bỏ đúng nơi quy định nha. Tai to nói đúng, rác ni lông rất khó phân hủy, nên nếu mình vứt lung tung thì dễ ô nhiễm môi trường. Giờ học hôm nay đã hết rồi, ta rất mừng vì các con đã hiểu, yêu quý và bảo vệ môi trường này.